Mẹ, cái này là trứng vịt lộn phải không? Ủa? Không phải, là trứng vịt muối. Ủa? Hồi xưa mẹ làm bánh tét, cái nhân chỉ có đậu xanh với mỡ thôi. Rồi cái con đòi ăn có thịt, mẹ mới cho thêm thịt vô. Mấy năm gần đây, vì khách hàng người ta lại muốn ăn trứng muối, cho nên mẹ cho thêm trứng muối vô nhân nữa đó. Ôi, đúng mà con thích luôn nè. Mẹ coi nha, màu xanh của nếp nè, màu vàng của đậu xanh nè, đúng rồi, màu đỏ của trứng muối nè. Con ăn nha. Đây, ngon quá. Ngon quá không? Ngon vậy? Sao mình không có ấn tượng gì hết vậy ta? Thôi, mang tiếp. Ngon quá à. Nè, ăn từ từ coi chừng mắt nghẹn nó nghe. À chị, hồi chiều em có người bạn ở bệnh viện, chị cũng mua bánh tét để gửi lên cho người thân ở Sài Gòn á. Cái chị cắt một đòn ra ăn thử. Em ăn thử thấy thua xa bánh tét nhà mình gói luôn. Nhưng mà cái lò này bán đắt ghê luôn á. Mà em nghe nói á, một ngày bán 500 đòn lận á. Dữ vậy hả? Phải chi mà nhà mình có tiền mở lò hả? Em nghĩ bán còn được hơn cái lò đó luôn á. Chị cũng nghĩ tới chuyện đó rồi. Nhưng mà nếu mà mở lò thì mình phải xây dựng được thương hiệu, như vậy mới cạnh tranh được với mấy lò khác. Thì cũng đúng ha. Bây giờ thương hiệu bánh tét Trà Cuông nhiều dữ lắm, coi bộ cạnh tranh khó dữ à. Bánh tét nhà mình ngon mà, chị tin chắc chắn là sẽ có chỗ đứng. Nhưng mà còn chuyện xây dựng lò thì cần phải có thời gian. Bây giờ mình đâu có vốn đâu, nếu mà vay vốn ngân hàng thì rủi ro cao lắm. Còn phải để dành tiền để trả nợ, vì cũng phải dành tiền để lo thuốc cho thằng Sậy. Thôi mình chờ thêm thời gian nữa đi con. Dạ. Ngon hết rồi. Hết rồi. Trời đất ơi. Ngon nữa nha. Sậy giỏi quá. Mẹ ơi, hồi chiều con nghe mẹ nói á, mẹ mơ mẹ đi thăm dì Tám phải không? Dì Tám á, bị cũng không có nặng, dì chỉ bị nứt cái xương mắt cá chân à, rồi bị trầy xước cái phần mềm nữa thôi à. Cho nên bệnh viện cho về, ngày mai dì về nhà, cái mẹ với lại thím Bảy qua thăm dì luôn. Mẹ, ngày mai mẹ cho con qua thăm dì Tám với nha. Con nghe nói á, là anh Cơ không có chịu bồi thường cho dì Tám, mà dì Tám cũng sợ anh Cơ quậy, cho nên không có dám đòi gì hết trơn. Mà nghe đâu là lỗi từ hai người luôn. Đúng rồi, tại dì Tám lạng qua lạng lại, còn định thạc sẽ bông vô con nữa. Còn anh Cơ, anh xỉn quá, chạy nhanh quá, đâu có thắng kịp đâu. Mẹ, ngày mai mẹ cho con qua thăm dì Tám nha. Ê, thôi đi anh hai. Tuy là anh Cơ là người đụng xe vô dì Tám, không có liên quan gì tới anh hết trơn á, nhưng mà dì Tám ngang ngược dữ lắm. Rủi anh qua đó hả là tiêu đời anh luôn á. Ủa, sao tiêu đời? À, thì bây giờ dì Tám đang bệnh, mà nhiều người qua thăm quá, dì mệt, cho nên là bảo phải để cho dì nghỉ ngơi nữa. Bây giờ bảo gửi lời hỏi thăm đi, xong rồi ngày mai dì Út qua truyền lời lại cho Tám nha. Đúng rồi đó anh hai. Cũng giống như em nè, em cũng gửi lời cho mẹ, mẹ qua thăm dì Tám giùm em. Nhà mình á, đại diện một người qua thăm là được rồi, đúng không anh? Ừ, vậy anh hai cũng nhờ mẹ gửi lời hỏi thăm dì Tám. Dạ. Mẹ, gửi lời của con vậy nha. Ừ. Dì Tám, mặc dù dì tham lam gạo từ thiện và mặt dì hơi ác, và dì cũng muốn tạt xà bông vô con nữa, nhưng mà lần này dì bị thương, con tha thứ, tha cho dì á. Mẹ, gửi lời của con y vậy nha. Trời đất ơi, dì Tám mà nghe được chắc là dì lên máu luôn đó. Con nè, mai mốt dì Tám về á, rồi cái lỡ đi ngoài đường có gặp
thì con chỉ hỏi thăm sức khỏe dì Tám thôi nghe. Ờ, mẹ đã gửi lời của con tới dì Tám rồi, cho nên con gặp dì con đừng có gửi lời nữa. Dì Tám mà nghe là dì Tám còn mệt hơn nữa đó nghe. Dạ. À, dạ con có điện thoại, con vô phòng nghe điện thoại xíu nha. Ê, điện thoại của Vũ đúng không? Mỗi lần em Nhi nhắn tin phải gọi điện thoại cho Vũ á thì mặt vui vẻ vậy hết trơn á. Ừ, đâu có đâu, ai gọi thì em cũng cười vậy chứ bộ. Sao kê, anh để ý thấy hết luôn á nha, đừng giả bộ, người khác gọi đâu có vậy đâu. Thiệt tình anh hai này kỳ quá. Mùa sậy trổ bông 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1 và xem lại độc quyền trên ứng dụng THVLI.